Nhìn nhiều nước tương mới ngon ha. Mày nhảy mũi cả à, sổ mũi đưa đó này. Đeo nhẫn là ấp thịt luôn, nữa nó dính trong chiếc nhẫn hô gình. Dạ, nó nở giữa chân. Nó học. Nó đi bởi ấp thịt dễ bằng ta bởi ấp. Bởi ấp thịt trứng, ấp đồ, ấp tẻ mẻ cho em. Tại vì ta thì thịt mấy đứa nó khai lắm. Còn mấy nhà thì thịt ngon, mà dĩ ta mà ngon. Ngày vậy là xong đã ăn hồng mới chiên hả? Cỡ bao lâu? Cỡ muốn chiên nhà nào cũng được chứ.